chào quý vị và các bạn đã trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án sau đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nuối tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như là những lời cảnh báo về cái giá phải trả cho tội ác. Và bây giờ xin kính mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Giọt nước mắt mặn chát của nghịch tử giết mẹ. Trong đêm khuya, Nguyễn Xuân Tú, sinh năm 1979, trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, ngà ngà men say sau chầu rượu tiệc cưới người hàng xóm trở về nhà. Bà ra đây, ánh mắt đỏ quạch, Tú chỉ tay vào mẹ mình, giọng nói khàn khàn như có hạt cát đang lăn lộn trong cổ họng. Và rồi tất cả đã kết thúc đau đớn bằng những nhát dao trong tay Tú. Phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Tú chìm ngập trong không khí tan thương. Nỗi đau càng nhân lên khi nạn nhân chính là người đã mang nặng đẻ đau, dưỡng dục Tú nên người. Những người đến dự phiên tòa hôm ấy đều là anh em một nhà, cho nên mọi lời nói nghẹn ứ, chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt ngập nước. Chưa bao giờ Tú lại hận mình đến thế, ghê tởm chính mình đến thế. Càng nhìn vào các anh chị em đang chịu nỗi đau do mình gây ra, Tú lại ước rằng đó chỉ là cơn ác mộng, hoặc là Tú chưa từng tồn tại trên cuộc đời này. Chỉ tiếc tất cả đều là thật, thật đến trần trụi. Nguyễn Xuân Tú là con thứ tư trong gia đình có 6 người con và cũng được đánh giá là một chàng trai thiện tính, chăm chỉ, cần cù. Cho nên, thông tin Tú chém chết mẹ chẳng khác nào sấm sét nổ giữa trời quang. Thậm chí khi đối diện với sự thật, không ít người cho rằng đó là vì rượu, vì bia. Bởi căn bản, một đứa con hiếu thuận như Tú không thể có hành động vô nhân tính như thế. Đôi khi, không muốn đó là sự thật, nhưng thực tế nó vẫn là sự thật. Cho dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, cũng chẳng có một lời nào để biện hộ cho hành động tước đi mạng sống của đấng sinh thành như Tú. Nhắc đến mẹ, Tú bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Vị mặn chát của nước mắt thấm tận tâm can, đau đớn từng chút một rút kiệt sức chịu đựng của Tú. Từ ngày Tú tước đi mạng sống của mẹ, mỗi ngày trôi qua là một cực hình. Thậm chí Tú đã nhiều lần nghĩ đến cái chết để được đền tội cùng mẹ mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Tú cảm thấy cuộc đời của mình đúng là thất bại. Làm cha, làm chồng cũng thất bại, làm con lại càng thêm thất bại. Tiếc, đó là những gì người ta nói về Nguyễn Xuân Tú. Mặc dù sinh ra trong gia đình đông anh em, cha mẹ không được khá giả, nhưng đổi lại Tú rất chăm chỉ, sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Vì học hành bỏ dở nên đến tuổi trưởng thành, Tú chủ yếu mưu sinh bằng công việc chân tay nặng nhọc. Đến tuổi lập thất, Tú nên nghĩa vợ chồng với cô gái kém mình 6 tuổi. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nên gia đình Tú chung sống cùng bố mẹ đẻ trong ngôi nhà cũ. Hàng ngày, Tú làm nhiều nghề để mưu sinh, còn người vợ vừa quán xuyến công việc trong nhà, vừa nuôi dạy con cái. Cuộc sống bình yên của gia đình ấy cứ thế trôi đi. Tiếc rằng tất cả đã kết thúc bằng nỗi đau chồng xếp lên nhau. Tú nghẹn ngào trình bày sự việc xảy ra vào đêm mùng 6 tháng 10 năm 2020. Tú đi đám cưới một gia đình trong xóm, khi trở về nhà đêm đã khuya. Thấy vợ đang dạy học cho các con, Tú lên giường ngủ. Chừng 15 phút sau, do uống nhiều rượu bia nên khát nước, Tú thức dậy đi xuống dưới nhà nơi bố mẹ mình ở để uống nước. Giữa Tú và mẹ là bà Trần Thị Bích xảy ra mâu thuẫn. Một lúc sau, Tú ra ngoài sân rồi dọa chém mẹ. Nghe con trai nói lời không thuận tai, bà Bích lên tiếng, "Mi chém đi, Tú đáp trả, bà ra đây." Lời tuôn ra khỏi miệng như chất xúc tác, khiến hành động được đẩy lên đỉnh điểm. Bà Bích vừa đi ra thì bị Tú cầm dao chém 3 nhát vào vai, lưng, bụng, khiến bà gục xuống sân trong vũng máu. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Tú còn hoài nghi với hành động vô dụng của mình. Chỉ đến khi thấy mẹ mình thực sự không còn, Tú mới hoàn hồn. Thì ra, trong phút điên dại đó, Tú đã thực sự giết chết mẹ. Bừng tỉnh trong sợ hãi, Tú ân hận nằm phục xuống, ôm thi thể bà Bích gào khóc thảm thiết trong đêm. Tiếng khóc thê lương của nghịch tử đã xé nát sự bình yên của xóm làng. Trong sự hoang mang của tất thảy mọi người đang chứng kiến sự việc, Tú đứng dậy một cách rất bình tĩnh,
đi vào nhà bếp lấy con dao nhọn đâm vào bụng mình với ý định tự sát. Tú đã được mọi người phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu nên giữ lại được mạng sống. Nguyên nhân khiến dẫn đến cái chết của bà Bích được xác định sốc nặng do đa vết thương. Tú đối diện với tội giết người. Sai lầm chính là sai lầm. Áy náy hay hối hận cũng không thể thay đổi được việc bản thân đã từng gây ra. Khi nghe hội đồng xét xử chất vấn, thực tâm Tú có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc lại không thể nào thốt nên lời. Giữ lại tất cả những điều muốn nói ấy, trong lòng Tú từng trận, lại thêm từng trận gào thét. Được động viên bình tĩnh để trả lời, Tú khai. Thực ra, giữa bị cáo và mẹ không có mâu thuẫn gì lớn. Nguyên nhân là vì say rượu nên mất kiểm soát, không làm chủ hành vi của mình. Bị cáo vung dao chém trong vô thức, chỉ đến khi mẹ nằm xuống, máu chảy xối xả, bị cáo mới chợt thức tỉnh. Tham dự phiên tòa có tất cả anh chị em của Tú. Họ đều khẩn thiết cầu xin hội đồng xét xử xem xét giảm mức hình phạt để Tú sớm trở về chăm con. Với họ, mất mẹ đã là nỗi đau vô cùng lớn. Anh em vướng cảnh tù tội lại chất thêm nỗi đau thêm dày. Cho nên mới nói, họ đều không có quyền để lựa chọn ở vào hoàn cảnh này. Nhận được sự bao dung của đại diện bị hại, Tú bật khóc, cúi đầu xin lỗi cả gia đình. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng lỗi lầm mà Tú gây ra khó có thể nhận được sự tha thứ của tất cả mọi người. Hối hận, vô cùng hối hận. Cho dù cuộc đời này mọi người có quyền tha thứ cho Tú, thì Tú cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Tú chỉ mong rằng những gì mà Tú nhận về mình ngày hôm nay sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đến với mọi người. Nếu đã dính đến rượu bia thì đừng để rượu bia uống mình. Sai lầm cũng có thể sửa, nhưng ở vào hoàn cảnh này, Tú biết dù có sửa tốt đến giường nào cũng không còn nhìn thấy mẹ. Đây chính là cái giá phải trả đắt nhất cho cuộc đời làm người của Tú. Tòa tuyên mức án 20 năm tù về tội giết người. Hình ảnh mẹ một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt rồi cũng nhanh chóng tan ra sau cái chớp mắt đầy nước của Tú. Giây phút chia ly, anh chị em, vợ chồng bị dịn. Ánh mắt đau thương, xót xa cũng có yêu thương của mọi người khiến lòng Tú một lần nữa co rút lại. Qua hồi lâu, Tú mới tìm lại được giọng nói của mình. Xin lỗi, trăm vạn lần xin lỗi. Khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng 6, những người dân sinh sống tại khu vực phố Thụy Lĩnh bỗng giật mình tỉnh giấc bởi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà ông Lưu Văn Rơi, sinh năm 1962. Khi mọi người chạy đến nơi, lúc này cánh cổng sắt của căn nhà vẫn khóa. Người dân đứng ngoài nhìn vào phía trong, thấy chị Lưu Thị Nhã, sinh năm 1982, là con gái của ông Rơi, đang ôm lấy thi thể bố mẹ, nằm ở dưới đất, khóc than vật vã. Ngay sau đó, thông tin về vụ án mạng kinh hoàng trên đã được báo cho Công an phường Lĩnh Nam. Nhận được tin báo, Công an quận Lĩnh Nam đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai khẩn trương xuống hiện trường, truy xét hung thủ gây án. Tại hiện trường, thi thể hai nạn nhân là ông Lưu Văn Rơi và bà Nguyễn Thị Gái, sinh năm 1962, nằm trên sàn nhà, dựa vũng máu. Khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định các nạn nhân tử vong vì bị nhiều vết dao đâm trên người. Qua tiếng nấc nghẹn, chị Lưu Thị Nhã nói hung thủ gây án mạng không ai khác chính là đứa em trai tên là Lưu Văn Thắng. Sau khi gây án, Thắng đã cầm theo hung khí và bỏ trốn. Cho đến rạng sáng cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi y đang lẩn trốn tại nhà Trần Ngọc Ánh, cũng đang ở phường Lĩnh Nam. Tại cơ quan công an Hoàng Mai, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người dã man của mình. Theo đó, khoảng 23 giờ đêm ngày 23 tháng 6, Thắng sang nhà bố mẹ hỏi xin tiền trả nợ thì bị ông bà Rơi mắng mỏ không cho tiền và đuổi về. Không xin được tiền, lại còn bị bố mẹ mắng chửi, Thắng nuốt hận về nhà. Ý định giết chết bố mẹ nảy sinh, Thắng cầm dao quay lại nhà bố mẹ. Lúc này, ông bà Rơi đã khóa cổng và đi ngủ. Thắng trèo tường vào trong nhà và đi vào phòng ngủ của bố mẹ, rồi đứng nép gần chân cầu thang. Nghe thấy tiếng động lạ, ông Rơi tỉnh dậy đi ra cửa và phát hiện Thắng đang cầm dao, liền lao tới giằng lấy dao trên tay kẻ nghịch tử. Thắng cũng nhào tới dùng dao đâm vào bụng của ông Rơi. Mặc dù bị đâm, nhưng ông Rơi vẫn cố giằng co với Thắng để lấy dao, nhưng không được và tiếp tục bị Thắng dùng dao đâm liên tiếp vào người. Trong khi hai bố con đang vật lộn dưới đất, lúc này bà gái tỉnh dậy, hoảng hốt, vừa hô hoán, vừa lao vào giằng dao của Thắng để cứu chồng. Trong cơn say máu, Thắng quay sang đâm mẹ mình. Sau một lát bị ngất, ông Rơi tỉnh dậy, liền bị Thắng tiếp tục đâm đến chết.
Nghe thấy tiếng động ở nhà trên, chị Lưu Thị Nhã ở bên cạnh mở cửa chạy sang, nhìn thấy mẹ đang giằng co với em. Lúc này, con dao trên tay Thắng văng xuống dưới sàn nhà. Chị Nhã lao tới, cầm lấy dao và ném ra ngoài sân. Thắng vội lao ra nhặt lấy dao và quay lại tiếp tục đâm liên tiếp vào người bà gái, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Thắng chạy lên tầng 2 rồi qua cửa sổ leo sang khu vực nhà trọ, bỏ chạy về nhà. Vừa vào đến cửa, Thắng nói với vợ, anh vừa giết chết bố mẹ rồi và lấy nước rửa sạch máu trên người, thay quần áo trước khi tạm lánh sang nhà một người bạn ở gần đó. Cho đến rạng sáng cùng ngày, khi đang chuẩn bị bỏ trốn, Thắng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Người nhỏ thó, đôi mắt lạnh lùng của Thắng khi ngồi tại cơ quan công an quận Hoàng Mai bỗng chốc lại liếc nhìn trộm những người xung quanh. Quá trình Thắng chuẩn bị dao như thế nào, đột nhập nhà bố mẹ và ra tay tàn độc với đấng sinh thành ra sao đều được đối tượng khai trần tru trước cơ quan cảnh sát điều tra với thái độ rừng rưng đến lạnh người. Khi được hỏi nguyên nhân và ý định giết chết bố mẹ có từ khi nào, Thắng lạnh lùng khai xuất phát từ trước đó mấy ngày. Theo lời Thắng, từ nhỏ đến lớn, y không được bố mẹ coi trọng. Nghỉ học năm lớp 6, Thắng ở nhà nhưng cũng chẳng nghề ngỗng gì. Nhàn cư vì bất thiện, lại mê món võ lâm chi mệnh trong game online, Thắng sục sạo những gia đình nào sơ hở rồi trộm cắp tài sản. Năm 2004, Thắng bị Tòa án Nhân dân quận Hoàng Mai tuyên phạt 16 tháng tù giam về hành vi trên. Sau khi ra tù, Thắng kết hôn với Nguyễn Xuân Thủy, sinh năm 1991 ở Kim Mã. Mặc dù có vợ có con và được bố mẹ cắt đất xây dựng hẳn cho một căn nhà 2 tầng khang trang ở ngay kế bên, nhưng Thắng vẫn suốt ngày lêu lổng. Cách đây một thời gian, Thắng có xin bố mẹ mua cho một chiếc xe máy để đi làm, nhưng ông bà rơi chỉ cho Thắng mượn xe máy cũ. Ấm ức vì không được mua xe, vài ngày sau, Thắng mang chiếc xe đi cắm lấy 10 triệu đồng. Bố mẹ Thắng chỉ biết sự việc khi có người mang giấy cắm xe của đối tượng đến tận nhà đòi trả nợ. Không còn cách nào khác, họ đã phải trả nợ thay con. Thắng khai rằng việc bố mẹ trả nợ như thế cũng chẳng đáng gì bởi trước đó theo lời Thắng, ông bà rơi có hứa hẹn sau khi bán mảnh vườn sẽ cho Thắng một số tiền nhưng lại không thực hiện. Nhiều lần xin bố mẹ không được, Thắng ôm hận trong lòng. Đối tượng còn kể lể sự ác nghiệt của bố mẹ với mình ngay cả trong ngày cưới. Theo lời đối tượng, khi đó Thắng không được bố mẹ cho tiền để may quần áo cưới mà phải mặc lại bộ quần áo của người chú. Cộng thêm sự đố kỵ cho rằng hai người chị gái được bố mẹ quan tâm hơn, Thắng nuôi hận với chính những người đã sinh thành ra mình. Khi chúng tôi hỏi đối tượng giờ có cảm thấy ân hận không thì vẫn khuôn mặt lạnh lùng, Thắng nói có nhưng bằng cái giọng giáo hoành. Trong cơn say máu nên Thắng nói không thể nhớ đã đâm bao nhiêu nhát dao lên cơ thể của bố mẹ trước khi ông bà rơi cục xuống. Trong suốt buổi hỏi cung của cơ quan công an, không một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của đối tượng. Thậm chí đôi lúc, Thắng còn thoáng nhếch mép cười. Điều mà đối tượng quan tâm nhất lúc này lại không phải là cái chết của bố mẹ y, mà chính là câu hỏi hướng về luật sư. Liệu cháu sẽ bị bao nhiêu năm tù? Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 12 năm 2012, Lưu Văn Thắng, sinh năm 1986, trú tại số 5 tổ 25 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã phải đón nhận hình phạt cao nhất dành cho tội ác của mình, đó là hình phạt tử hình. Thế nhưng rất nhiều người tham dự phiên tòa hôm ấy vẫn day dứt với câu hỏi không hồi đáp. Một khi huyết thống nhạt nhòa thì người ta bấu víu vào đâu để đòi lại niềm tin? Một cụ già đầu tóc bạc phơ, chắc là hàng xóm của ông Lưu Văn Rơi và bà Nguyễn Thị Cái, cùng sinh năm 1962, cha mẹ ruột và cũng là nạn nhân của Thắng, đã bảo rằng nếu trên đời này còn có nơi gọi là âm ti địa ngục thì loại ma quỷ như thằng Thắng cũng không đáng được đặt chân. Nó phải đem vứt vào vạc dầu, may ra cái linh hồn tội lỗi ấy mới được gột rửa phần nào. Suốt cả phiên xét xử, Thắng không dám ngẩng đầu lên lấy một lần. Khuôn mặt hắn luôn cúi gằm chịu trận. Có lẽ hắn sợ phải đối diện với hàng trăm cặp mắt phẫn uất của người thân, gia đình và hàng xóm láng giềng đang đổ dồn về phía vành móng ngựa. Ai cũng muốn nhìn tận mặt tên sát thủ máu lạnh, xem mồm ngang mũi dọc nó thế nào mà gây nên tội ác tày trời như thế. Trước tòa, Thắng còn hờn trách, cũng chỉ vì bị cáo ham mê cờ bạc nên mới mang nợ vào thân. Người ta đòi rát quá, có kẻ còn dọa, nếu không trả thì xin ti tiết. Không còn cách nào khác nên bị cáo mới quay về xin tiền bố mẹ. Mà nhiều nhặn gì đâu, có mỗi 20 triệu đồng, không cho thì thôi, ai lại đi mắng chửi như thế. Nghĩ bố mẹ không còn thương mình nữa nên bị cáo mới quyết định hành động như vậy. Nghe những lý giải trơn tuồn tuột ấy, người ta không khỏi lạnh người. Có cảm giác ẩn đằng sau hình hài nhỏ thó, khuôn mặt cây nhằng của hắn là một tâm hồn quỷ dữ.
Bởi kể cả những kẻ tâm thần có lên cơn điên loạn, hóa giải mất khôn đến nhường nào thì cũng khó đủ dã tâm để làm cái việc mất tính người như vậy. Đằng này, sau khi nghe bố mẹ mắng nhiếc vài câu, Thắng đã không còn đủ tỉnh táo, ngồi ủ mưu tính kế, rồi nửa đêm trèo tường cậy cửa vào nhà, hạ sát cả hai ông bà thì âu cũng là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Mà nào bố mẹ hắn có hắt hủi hay là để hắn thua thiệt gì so với bạn bè cho cam, ông bà cũng nuôi nấng chăm chút hắn từng ly từng tí, lớn lên cũng dựng vợ gà chồng, cũng nhà cao cửa rộng. Ấy vậy mà, đầu óc hắn thì toàn nghĩ những điều sang bậy. Hắn đâu biết rằng dù nhà có ba chị em, trên hắn có hai chị gái, nhưng do hắn là con út, lại là độc đinh mũ gậy nên còn có phần được cưng chiều. Từ thuở thò lò mũi xanh, Thắng đã ham mê game online và cờ bạc. Mấy thứ đó cũng chẳng cần ai lôi kéo ép uổng gì, hắn cam tâm tình nguyện chui vào. Mỗi khi hết tiền, không vay mượn được ai thì hắn lại về nhà xoáy ông rơi và bà gái. Hoặc là cùng lắm, hắn làm theo đám bạn nhầng nhầng tóc xanh, tóc đỏ, đi trông chĩa hoặc mượn tạm hàng xóm, dăm ba thứ đồ lặt vặt bán lấy tiền. Cũng vì một lần mượn đồ hàng xóm không chịu hỏi ấy, năm 2005, hắn đã từng bị Tòa án Nhân dân quận Hoàng Mai tuyên phạt 18 tháng tù, khi ấy hắn mới 19 tuổi. Ra tù, thấy hắn có người yêu, bố mẹ hắn cũng mừng. Cưới vợ cho hắn xong thì ông bà góp nhặt, lần hồi mãi cũng dựng cho vợ chồng hắn ngôi nhà 3 tầng trên phần đất của gia đình. Tưởng rằng nhà cao cửa rộng, vợ con đề huề sẽ giúp hắn từ bỏ con đường cờ bạc mà tu chí làm ăn. Nhưng cũng chỉ được giam bữa nửa tháng, hắn lại chứng nào tật ấy. Ông bà khuyên gian hắn thì hắn cũng chỉ nghe như gió thổi ngoài sông. Sau khi đại diện viện kiểm sát tuyên đọc bản cáo trạng truy tố, Thắng Lý Nhi khai báo lại nguồn cơn và hành vi mất hết tính người của mình. Gã là con út của ông bà rơi, trên Thắng còn có hai chị là Nhã và Hằng. Bản tính Thắng ham chơi lại đam mê bài bạc nên nhanh chóng lâm vào cảnh nợ nần. Sau ngày gã lấy vợ, ông bà rơi đã nhịn ăn nhịn mặc để có tiền đủ cất cho vợ chồng gã một ngôi nhà riêng 2 tầng, một tum khang trang ngay trên mảnh đất của gia đình. Hơn hẳn nhiều người, vậy mà gã đâu có chịu tu tâm dưỡng trí. Vẫn cái tật ham mê cờ bạc và game online, Thắng vẫn đều đặn sang quay tiền của bố mẹ. Đến tháng năm mới đây, gã lại thiếu nợ 20 triệu đồng mà không có khả năng thanh toán. Nghĩ bố mẹ lắm tiền nhiều của, gã tiếp tục sang xin xỏ rồi quay ra chỉ trích. Lần này, vợ chồng ông bà rơi nhất định không cho. Đơn giản vì họ muốn Thắng phải tự chủ và tự chịu trách nhiệm với bản thân. Cho rằng bố mẹ không còn thương yêu mình nữa, gã sinh lòng thù hận và lên kế hoạch trả thù. 2 giờ ngày 24 tháng 6, hắn đã gây ra tội ác tay đình đối với bố mẹ của mình. Trong suốt quá trình bị xét hỏi, bị cáo chỉ khai báo lý nhí và chắp vá. Thắng sợ tội một phần, nhưng có lẽ quan trọng hơn là gã sợ những người thân họ hàng đang ngồi ở phía dưới hội trường sẽ thêm phần căm phẫn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của gã, bởi vì chị Lưu Thị Nhã đến tòa vừa mang tư cách đại diện cho bị hại, vừa mang tư cách của người làm chứng, lại không xử sự như vậy. Trái lại, chị thật rộng lòng khi tỏ rõ sự bao dung tha thứ cho thằng em không đáng làm người. Trước tòa, chị Nhã trình bày, khi nghe thấy những tiếng vật lộn ở trong căn nhà của bố mẹ, vì nhà của chị Nhã sát vách nhà ông bà rơi, chị đã ra ban công gọi to để hỏi mẹ xem có chuyện gì. Không có tiếng trả lời, linh tính mách bảo đã có chuyện chẳng lành xảy ra, chị vội chạy sang. Khi ánh điện trong phòng bật sáng, chị Nhã bàng hoàng. Khai báo đến đây, chị Nhã đột nhiên quay sang khẩn khoản với tòa, mong quý tòa xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho em tôi. Giờ nghị án trôi qua, Lưu Văn Thắng bị tuyên phạt tử hình về tội giết bố mẹ. Nghe tòa tuyên, cả chục người là họ hàng của nạn nhân và bị cáo đều rấm rứt khóc. Bị dẫn giải trở lại xe đặc chủng, Thắng lạnh lùng bước đi như thể đang muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi cuộc đời này. Gã mặc kệ cả cô vợ trẻ, tay bế đứa con cứ nhằng nhẵng chạy theo, miệng thì không ngừng gào khóc. Cũng chính vì thua bạc, Thắng nhiều lần sang nhà bố mẹ để xin, nhưng ông bà nhất định không cho, phần vì muốn con mình thay tính đổi nết, từ bỏ con đường tội lỗi, phần vì tiền bạc tích góp được, ông bà dồn cả vào làm nhà cho Thắng, nên bây giờ có muốn cho cũng chẳng còn. Thế nhưng Thắng một mực nghĩ rằng bố mẹ còn dư giả lắm, chỉ vì không xem mình là con nên mới từ chối cho tiền. Hắn sinh lòng thù hận và lòng thù hận ấy đã biến hắn thành ác quỷ, nửa đêm vác dao trèo tường vào nhà bố mẹ đẻ và hạ sát cả hai ông bà. Chẳng có ngôn từ nào có thể nói lên hết được sự đau đớn và bàng hoàng của những người thân trong gia đình tội nghiệp này. Hai chị gái Thắng ngồi thất thần góc hội trường xét xử, khuôn mặt thất thần. Có lẽ họ vẫn còn không dám tin vào cái họa cốt nhục tương tàn lại rơi trúng gia đình nhà mình. Cứ như vết cắt của mảnh chai cứa vào lòng sâu hoắm.
Thật sự, họ không thể nào hình dung được tại sao Thắng lại hành xử với bố mẹ ruột của mình theo một cách tàn nhẫn như thế. Vẫn biết, đời sống nhiều bất trắc, đôi khi là cả những bế tắc đến mức cùng cực. Nhưng thay vì nghĩ đến tình nghĩa, đạo lý làm người, thì Thắng lại chọn cách khác. Quả thật, ngồi nghe về hoàn cảnh trăm ngàn đắng cay và những đau thương của gia đình nhỏ bé này, người ta có cảm giác chua chát. Không hiểu tại sao trên cõi đời vẫn còn có những cảnh đời trái ngang đến vậy. Những tưởng, cũng như bất cứ ai khi phải đối mặt và chịu trận với quá nhiều đắng cay cùng cực như thế thì cũng rất khó để vượt qua. Thế nhưng trước tòa, chị Lưu Thị Nhã, sinh năm 1982 bảo rằng, dù sao, Thắng cũng là em trai tôi, cùng khúc ruột, bốt xót mà bố mẹ sinh ra. Giờ có lao đầu vào tội ác, tôi phải làm sao? Nó cũng vợ dại con thơ, xin tòa mở lượng khoan hồng. Khi nghe những lời gan ruột từ người chị bao dung ấy, Thắng chỉ biết cúi đầu lặng lẽ. Còn vợ hắn, trong suốt phiên tòa, dường như không có gì ngoài nước mắt. Chị khóc cho chồng, khóc cho con và khóc cho những trái ngang của bản thân mình. Lấy chồng từ khi còn trẻ, giờ mới ngoài 20 tuổi, chị đã phải mang thân vợ tử tù. Hình ảnh người vợ trẻ bìu díu đứa con thơ, tất tà đuổi theo xe tù khi Thắng bị đưa đi khiến cho những người tham dự phiên tòa không khỏi cầm lòng. Với Thắng, có thể bản án tử hình đôi khi lại là sự giải thoát cho hắn khỏi những giày vò tội lỗi kéo dài. Thế nhưng, đằng sau thảm án này là chìm nút những nỗi đau. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.